Thấy cái hũ này mày thấy lạ không? Kêu là làm bằng charcoal đồ. Xong cái lấy hỏi lông mày mình như là bị xăm mà xăm lỗi vậy. Nhìn kiểu nền nó đi một đường và da trang đi một nẻo vậy á. Chị các bạn, video ngày hôm nay tụi mình sẽ dành một video để nói về những sao tụi mình yêu thích và những sao tụi mình không thích trong nửa đầu năm 2022 ha. Thì theo thủ tục thì năm này cũng sẽ làm hết, thì năm nay tụi mình cũng sẽ làm vì cũng đây là giữa năm rồi. Thì video ngày hôm nay sẽ có chủ yếu là những cái sản phẩm skincare ha, những sản phẩm làm đẹp, và khen cũng có và chê cũng có. Thì đầu tiên á, Trang sẽ cho kiểu lan tỏa cái sự tích cực đi, thì mình sẽ review những cái sản phẩm mà tụi mình khen trước ha. Đầu tiên là Trang có hai sản phẩm này của L'Oreal ha. Thì hôm bữa là Trang đã từng review một cái hũ ủ tóc và một cái chai dầu gội mini thuộc cái dòng màu hồng nhạt, là cái dòng Vitamino Color của L'Oreal. Thì cái dòng này á là cái dòng chuyên dành cho tóc nhuộm, tẩy nhuộm đó mọi người. Thì đợt vừa rồi là Trang với chị Tiên là có tẩy nhuộm tóc, là nhuộm kiểu móc line, kiểu loang màu này kia các kiểu á. Nên là bây giờ chỉ dùng cái bộ màu hồng này thôi. Và cái bộ đó là Trang dùng gần hết luôn rồi. Nên là gần đây á là Trang có sắm cái chai to như thế này. Thì cái chai này á là cái chai có tác dụng kiểu như là vừa dưỡng vừa là một cái heat protectant. Có nghĩa là mình sẽ dùng trước khi mà mình tạo kiểu tóc với nhiệt, ví dụ như là sấy tóc này, hoặc là dùng máy ép tóc, máy uốn tóc chẳng hạn. Thì cái chai này á Trang thấy rất là hiệu quả nha, giúp dưỡng tóc mềm mượt nè. Mà tóc sau khi mà tạo kiểu với nhiệt xong á, nó cũng không có bị khô mà vẫn có cái độ bóng và mềm ha. Và cái dòng màu hồng nhạt này á mọi người có cái mùi thơm ngọt nhẹ, rất là dễ chịu luôn và rất là sang nữa. Còn cái chai này là chai dầu gội thì Trang đã từng review rồi. Và bây giờ là Trang mua luôn cả cái chai 500ml này. Có cái đầu vòi là vòi pump nhấn thì nó sẽ tiện lợi hơn nhiều ha. Và Trang rất là thích đó, phải nói là tóc Trang rất là hợp với những sản phẩm của L'Oreal. Rất là recommend cho mọi người á, là những bạn nào mà đang có tóc nhuộm nè, hoặc là tóc khô mà đã tẩy nhuộm và muốn thay đổi màu tóc nhuộm thường xuyên á, thì có thể là dùng cái bộ màu hồng nhạt này. Thì Trang nhuộm tóc được tính tới bây giờ là khoảng gần 1 tháng và cái màu tóc nó không có bị phai đi nhiều á mọi người. Nên là chứng tỏ là cái dòng màu hồng này á, nó giúp cho cái màu tóc nhuộm của mình nó được giữ lâu hơn rất là nhiều ha. Và tiếp theo á, thì nếu mọi người có coi mấy cái vlog trước của mình á, thì mình cũng có khoe là mình đã có một hồi lâu lắm mà mình mua một cái chai Cerosil này và mình xài. Thì thiệt ra là mình không biết là mình mua hồi, nhưng mình mua hồi cuối năm hay sao á. Thì đây là chai thứ hai của mình rồi, mình đã chai xài hết một chai ở nhà rồi. Thì ngoại trừ cái đầu drop này mình không thích lắm, thì ngoài ra tất cả mọi thuốc mình đều khá thích á. Và mình không nghĩ là nó hiệu quả tới như vậy luôn. Thì đó giờ cái định kiến của mình đối với mấy cái sản phẩm mọc tóc mình nó rất là nhiều, cứ như là mình nghĩ là trời ơi sẽ chẳng bao giờ mọc tóc đâu, kiểu kiểu vậy. Nhưng mà được rồi, thì mình có dùng vô những chỗ mình ít tóc á, thì ra chai này cũng mắc, mình dùng cũng tiết kiệm á, nhưng chỗ nó ít tóc thì mình mới dùng thôi. Thì là nó có hai bên hông này nè, và ở cái đường ngô giữa của mình, thì ở cái đường ngô giữa thì nó sẽ không có mọc tóc kiểu như là nhiều và thấy rõ như hai cái đường bên hông. Hai cái đường bên hông ngày xưa mình làm cũng kiểu là hói trắng luôn mọi người. Mỗi lần mà cột tóc nửa đầu là đâu có dép cột, sợ bị thấy mấy cái da đầu á xấu. Mà giờ là tự tin rồi, tại vì vén lên là tóc nó đã mọc ra cũng khá nhiều luôn rồi. Mà mình để ý là kiểu như tại vì mình đổ một cái chai xịt, mình xịt á thì mình sẽ bị xịt ra hơi cái đường lai tóc một xíu thì nó mọc tóc ở ngoài này luôn. cho nên là mình cũng có thể hiểu vì sao mà hãng dùng cái vòi drop này như để nó chính xác hơn và nó mọc tóc đúng chỗ mà bạn cần mọc á. Thì tuy là chai này nó mắc á, nhưng mà mình cảm thấy là mình dùng cũng được khá lâu. Mình nghĩ là mấy bạn dùng chăm chỉ mỗi ngày thì khoảng 3 tháng mới hết. Mà đặc biệt là nó kiểu như là nó sẽ có hiệu quả nữa, nên là mình cứ cố gắng mình dùng chăm chỉ hay, nghĩa là sẽ không có hiệu quả liền một tháng đầu này kia, nhưng mà nó sẽ giúp tóc bạn mọc ra và nhiều hơn. Với lại là em thấy kiểu về cái chai serum này nữa thì mình nên phối hợp cả dòng luôn thì nó sẽ tốt hơn. Là nó có cả dầu gội, dầu xả, serum siêu cùng dòng luôn. Và với một điểm lưu ý nữa là với bạn nào mà tóc nhuộm á thì không nên dùng cái gội và xả của dòng serum siêu nha, thì nó sẽ rất là dễ bị bay màu tóc nhanh. Còn serum thì vẫn là ok, dùng cho cả tóc nhuộm vẫn được. Em một lưu ý là nếu mà da đầu bạn nào quá là nhạy cảm á thì dùng nó sẽ hơi rát ha. Mình thì da đầu mình bình thường nên là mình dùng ở đầu mình sẽ thấy hơi theo xíu xong rồi là hết. Mấy bạn có thể lưu ý vấn đề này ha. Tiếp theo, một sản phẩm mà Trang khen nữa là một sản phẩm cũng thuộc về chăm sóc body. Mọi người có thấy không? Nhìn là biết uy tín rồi nha, cái chai nó dẹt khè luôn. Là Trang dùng đâu, nhìn ở đây là hết khoảng 2/3 chai rồi, thì Trang mới review là công tâm giúp cho mọi người luôn.
Vì cái sản phẩm này thì đợt rồi Trang thấy rất là hot. Đây là một cái chai dưỡng thể có chứa retinol của The Solution. Thì cái này rất là nổi tiếng với công dụng là giúp chống lão hóa nè. Thì mọi người biết là retinol là thường xuyên là nổi tiếng là dùng cho mặt. Với cái sản phẩm mà kiểu dưỡng da mặt đó là chống lão hóa, dưỡng sáng da, mờ thâm, mềm mịn da các thứ. Thì Trang cũng muốn là một sản phẩm dùng cho body nó cũng có chứa retinol. Tại vì da body của Trang là cái loại da khá là khô nè. Và nó không có được mềm mịn do nó bị khô mọi người. Tuy nhiên thì nó cũng may mắn là nó cũng trắng sẵn. Nhưng mà dạo gần đây thì do là mọi người biết là Trang với chị Tiên đi biển rất là nhiều đúng không? Thì da nó cũng sậm màu đi. Và đợt rồi thì Trang dùng em này thì Trang dùng từ trước khi Trang đi biển thì lúc đó da mình vẫn trắng. Thì nói chung là cảm nhận rõ rệt nhất của nó là giúp làm mềm da và dưỡng ẩm da rất là tốt. Còn mà cái việc mà cái hiệu quả làm sáng da thì Trang chưa có thấy rõ. Nhưng mà sau này khi mà Trang đi biển và da mình sậm đi thì Trang dùng em này đâu được khoảng gần 2 tuần thì cảm thấy là da Trang nó trở về cái màu da ban đầu nhanh hơn so với khi không dùng ha. Và rõ rệt hơn nữa là da nó đều mềm mịn nè, với những cái chỗ kiểu như là khuỷu tay hay đầu gối kể từ cái thời điểm mà Trang sử dụng cái em dưỡng thể này thì cảm nhận được rõ rệt luôn là những cái vùng da đó nó trở nên mềm mại hơn và nó ít sần sùi hơn trước rất là nhiều. Và lưu ý nữa là Trang có trong cái routine dưỡng thể của Trang là Trang có sử dụng cái sản phẩm tẩy tế bào chết nữa nha. Nhưng mà đối với Trang thì em này thật sự rất là đáng thử luôn và rất là thích. Thì cái thành phần ngoài retinol ra thì còn chứa arbutin nè, rồi shea butter nữa. Thì những cái thành phần này là giúp dưỡng ẩm và làm mềm mịn da rất là tốt. Và tốt nhất là khi mà sau khi mà mình tắm xong da mình đã thấm khô nhưng mà vẫn còn hơi ẩm thì mình dùng những cái sản phẩm dưỡng thể này để nó có hiệu quả được tốt nhất ha. Và cái chai này em nhớ là mua khoảng 200 mấy cho một chai 200ml thì nó cũng không có quá rẻ, nhưng mà do nó có chứa retinol thì cái giá vậy nó rất là phải chăng rồi. Và cái mùi thơm thì cực kỳ sang và dễ chịu luôn, chứ không phải là những cái mùi kiểu body lotion siêu thị mà nó quá là phổ biến mọi người. Mình xin qua tới makeup thôi mọi người. Thì nếu mọi người có cái clip cushion thì mình sẽ biết được mình rất thích em Espoir này. Đây là Proteller BC Cushion thì nó sẽ là loại màu đen. Trời ơi, mình siêu thích cái miếng mousse cũng như là cái lớp finish của nó luôn. Cảm giác như là cái mặt bạn như là một tấm lụa vậy đó mọi người. Trời ơi, nó feel. Tức là cái finish nó đẹp dữ lắm. Mình nói chung là mình thích cái em này nhất, cái finish nhất so với những cái loại cushion mình đã dùng luôn. Và nó che phủ cũng ok nữa. Đó, và mình thấy nó cũng khá là lâu trôi thì mình dùng là đã hết một loại rồi và chắc chắn là sẽ dùng tiếp loại thứ hai và mua lại em này. Em này nó tính ra thì nó sẽ kiểu là nó ở giữa cái dòng matte và dòng glow, là nó sẽ giữa cái dòng, là nó sẽ ở cái mức độ giữa, là nó sẽ không có lì khô mà nó cũng sẽ không có quá ẩm mịn. Và mình thấy là dùng trong văn phòng ok, dùng trời Sài Gòn cũng rất là ok luôn. Tuy nhiên nếu mà bạn nào đi ra ngoài đường nhiều thì mình nghĩ là phải cần phấn phủ nha, và phủ thật nhiều. Và giá của em này thì nếu mà không gom sale thì nó sẽ hơi mắc đó mọi người. Đợt rồi mình gom sale thì được khoảng 400 mấy 500 cho một hộp. Màu mình dùng là màu petal ha, cũng khá là ok. Tuy nhiên thì đợt này da mình nó đen đi nên là dùng một lần nó bị trắng. Rồi tiếp theo cũng là những cái sản phẩm nền nữa. Thì đợt vừa rồi là Trang có thử một loạt sản phẩm của Luna. Tại vì Trang thấy có cái trang Shopee Mall chính hãng rồi đó, và ship thẳng từ Hàn Quốc về nên là Trang rất là tò mò. Đây là kem che khuyết điểm của Luna ha. Thì ở đây là Trang có hai cái che khuyết điểm dạng lỏng mini size, và ở đây là một cái hũ full size. Thì cái này là cái dạng kiểu corrector, là cái màu của nó là màu salmon, có nghĩa là cái màu hơi ánh cam. Thì cái hũ này sẽ chuyên dụng để dùng gọi là khử quầng thâm mắt đó mọi người. Thì một nhiều người biết là cái da của Trang đặc biệt là cái quầng thâm mắt đó, nó lúc nào nó cũng đen và nó rất là đậm, và nó là nó rất là rõ luôn. Mặc dù là Trang có ngủ sớm đi nữa do cơ địa nên là thường là nếu mà chỉ sử dụng cái concealer không, cái che khuyết điểm không thì không bao giờ mà che phủ được hết cái quầng thâm. Và khi mà Trang dùng em này, trời đất ơi, chân lý đời Trang luôn á mọi người. Kiểu lúc mà dùng em này lên á là cảm giác là cái phần quần thâm mắt nó được giảm đi đâu khoảng 85-90% rồi, và phần còn lại thì Trang chỉ cần phủ nhẹ một cái lớp kem che khuyết điểm dạng lỏng lên thôi là cái quần thâm mắt nó được che rất là tự nhiên mà nó không bị khít khi rồi á mọi người. Và cái em này á thì trời, mọi người nhìn cái hũ là biết rồi, kiểu uy tín rồi đó. Tại vì Trang dùng rất là nhiều luôn, và cái chất của nó rất là mềm mịn, rất là dễ tán nữa.
hũ này thì Trang nhớ là giá khoảng đâu đó khoảng 200 mấy, nhưng mà dùng được rất là lâu, tại vì mỗi lần cái corrector mà mọi người, mỗi lần mình dùng rất là ít thôi, nên là Trang cực kỳ recommend cho bạn nào mà bị quầng thâm mắt nè, mà kiểu mình dùng những cái trang khuyết điểm thông thường mà nó vẫn không che hết được á, thì rất rất là nên thử em này ha. Và cái hai cái trang khuyết điểm mini này á thì Trang mua mini thôi, tại vì Trang thấy là dùng không bao giờ hết được cái trang khuyết điểm được á mọi người. Dùng mỗi lần dùng thì chỉ cần rất là ít thôi để che những cái nốt thâm mụn hay là những cái nốt mụn nhỏ. Ở đây thì Trang có hai màu là màu số 1 và màu số 0.7. Tại vì biết sao Trang mua hai màu không? Không phải là mua hai màu nữa mà là mua cái này với cái này, xong rồi nó tặng thêm một cái này. Đợt đó có khuyến mãi, nhưng mà nhờ là có tặng cái này thì Trang mới xài được á, tại vì màu 0.7 thì nó quá sáng, nó kiểu như là màu trắng luôn á, và màu số 1 thì nó lại bị ánh cam và nó tối hơn da Trang, nên là mỗi lần Trang dùng là Trang sẽ mix hai cái màu lại với nhau thì nó mới match được với da Trang á mọi người. Và về cái chất thì Trang rất là thích nha. Trang trước đó là Trang rất là thích cái trang khuyết điểm dạng lỏng của Black Rouge và Beribera, nhưng mà hai cái đó mỗi cái nó đều có ưu khuyết điểm riêng, Trang chưa thật sự ưng lắm. Cho tới khi Trang dùng cái này thì nó hoàn toàn là hợp với Trang luôn, kiểu là nó che phủ tốt nè, bám trên da tốt và nó không bị kinky quá, cũng như là không có bị gọi là ẩm quá nên là nó mau trôi mọi người. Nói chung là em này thật sự rất 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 là ổn áp luôn, chỉ có là cái màu của nó là không có thực sự là match với tông da của Trang, nên là Trang phải mix thôi. Còn bạn nào mà cái màu da mà hợp với những cái tông màu có sẵn của hãng rồi thì thật sự là Trang cực kỳ recommend mọi người thử luôn. Và cái mini size này thì khoảng 100 mấy thôi, nó cũng rất là phải chăng ha, và tiện lợi mang theo bỏ trong túi nữa. Ok, và đây cũng là sản phẩm cuối cùng mà mình khen trong đợt này, đó chính là bảy màu mắt Tiger Super Tiger của Lemonade. Chị ơi mọi người ơi, thì sự đây là đúng là cái kiểu đánh mắt tông nâu cam á mà siêu đỉnh luôn. Cái là bạn nào mà không thích kiểu makeup Hàn Quốc ha, hoặc là đã khá là nhèm chán với makeup Hàn Quốc á, thì có thể dùng bản này. Mình thấy bản này cân được cả makeup Tây lẫn makeup Thái Lan á. Kiểu như là nó sẽ có những cái tông màu rất rất là đẹp luôn. Và cái màu mà mình thích nhất á, đó chính là cái màu nhũ nhưng không phải nhũ, không biết gọi là màu gì. Đây là cái màu như này nè, shimmer. Nhưng mà nó không có quá là shimmer như là những cái hãng khác, mà nó kiểu nó nhũ rất nhuyễn, rất đẹp, và nó kiểu nó subtle, cái đó không biết cái gì là sao. Nhẹ nhàng mà vẫn có điểm nhấn nha. Nhẹ nhàng tình cảm. Đúng rồi, lúc mà mình cho một quẹt lên mắt á, nó trời ơi, đây chính là cái màu mắt xinh đẹp nhất mà mình đã từng thấy, kiểu gì luôn á. Nó rất là đẹp và mình thấy là nó tuy nó không có lồng lộn, tuy nó không có bị ô già, nhưng mà như người khác tới gần nhìn mắt bạn thì vẫn thấy là ôi con này mắt nó đẹp thế, vẫn có điểm nhấn này. Thì mình cực kỳ recommend cái bảy màu mắt này cho những bạn mới tập makeup, hoặc là các bạn thích makeup tông Tây hoặc tông Thái Lan kiểu gì đó. Và cái này mình thấy makeup đi làm cũng đẹp luôn, kiểu như là nhìn mình vẫn đẹp nhưng mà vẫn không bị người ta nói là ê con này makeup đi làm gì nọ. Chưa dữ lắm. Siêu nhỏ gọn luôn mọi người, và packaging vô cùng mà chắc chắn nha. Highly recommend luôn. À xin phép chê nha, tại vì Trang khen xong hết rồi mọi người. Thì ở đây là Trang chê một cái sản phẩm nền. Hồi nãy là khen ba cái sản phẩm nền đúng không? Thì ở đây là chê em này là cái kem nền Q-Cover Glow Foundation của Clio. Như mọi người biết là Trang rất là thích Clio đúng không? Trang thử rất là nhiều loại cushion của hãng rồi. Và khi mà Trang thấy hãng có cái dòng kem nền kiểu căng bóng nè, shimmering radiance nè, các kiểu như là cứ Trang rất là expect á, là khi mà đánh lên trên da là da Trang sẽ căng bóng như các chị nữ minh tinh Hàn á mọi người. Nhưng mà không, trời đất ơi, lúc mà Trang mua là Trang mua của shop Bimon chính hãng ship từ Hàn Quốc về nha. Thì được cái là cái bao bì rất là đẹp, sang xịn mịn, chai thủy tinh với vòi pump, xong rồi đi kèm một cái cọ nữa. Nhưng mà cái cọ thì khá là vô dụng á mọi người. Còn cái nền này á, trời đất ơi, Trang thử đủ cách luôn, là dùng mút nè, rồi dùng cọ puffing, rồi dùng tay. Nói chung là dùng các kiểu luôn á, mà đánh lên nó không hề tiệt vào da luôn. Cảm giác như là cái nền này nó cái nền dầu nó rất là nhiều, nhưng mà bằng một cách nào đó nó không thể nào mà nó bám ở trên da được. Cứ đánh một hồi là tự nhiên kiểu nền nó đi một đường và da Trang đi một nẻo vậy á. Nhìn nó rất là kỳ luôn, và kiểu sẽ bị thấy cái vết cọ tán nè, rồi độ che phủ á, gần như là không có, kiểu giống như là nó chỉ làm đều màu da thôi á mọi người. Thì cái tông màu Trang mua là 2.5 á, thì nó rất là match với tông da Trang, nhưng mà cái nền nó lại không có bám vào da, và khi mà Trang cố đánh xong á thì nhìn nó sẽ bị không đều và
tổng thể nhìn da nó kỳ lắm mọi người. Và cũng không có glow tí nào luôn nha. Tại vì khi mà bóp ra tay và trang tán thử ra trên tay ấy, cũng đã không thấy nó có cái độ căng bóng hay là bóng khỏe như là trên quảng cáo rồi. Nên Trang rất là thất vọng về cái kem nền này luôn. Kiểu dùng được 1-2 lần để thử rồi, còn nhiêu là để đó luôn, cái chai nó mới toanh luôn á mọi người. Và cái chai này thì Trang mua không hề rẻ nha. Trang nhớ là đợt đó sale rồi thì cũng phải 400-500 gì đó một chai như thế này á. Nên là bạn nào mà mua kem nền này với cái hy vọng á, là da căng bóng, da glowy các thứ á, thì nên suy nghĩ lại. Và cũng như là Trang muốn xem là có bạn nào mà dùng cái chai này giống Trang rồi á, nhưng mà lại có cái cảm nhận khác á, thì comment cho Trang biết luôn nha. Đây mình sẽ chơi, mình rất là bực mình đó mọi người. Thì nói chung là do là mình là bị một cái là không có cái phần đuôi lông mày, mà kiểu như mỗi sáng thì mình khá là ngại vẽ lông mày, vì thực ra là mình vẽ lông mày cũng không có được đẹp, nên là mình muốn lông mày mình nó vừa vẽ nhanh nhất có thể này kia, thì mấy quảng cáo em này thì cái bản mẫu nó cũng là không có lông mày giống mình luôn, ấy là nó cũng chỉ là không có phần đuôi và nó dùng cái này xong cái tự nhiên cái lông mày nó kiểu nó đẹp đẹp này nọ. Sau cái mình mua vào nó quá, nó đang giảm giá nữa, kiểu như là hồi đó mà mình mua mấy cái đồ Beri Beri mà được tặng này đúng tặng rồi, kia được tặng cái này nó giảm giá nữa, cái là mình mua cũng trăm mấy á. Xong nha, về cái mình mở ra là mình thấy rồi, tại vì cái đầu cỏ mọi người nó như cái đầu cỏ đánh son vậy á. Mà chắc chắn cái này sẽ không có vẻ đuôi được. Xong cái mình cũng thử ok, mình cũng thử coi nó sao, lỡ mình nó có một phép màu thần kỳ nào đó thì sao. Nhưng không, cái mực nó rất là bớt. Bớt? Mà ý là thường những cái brow gel thì nó sẽ khô đúng không? Mà cái này nó bớt rệt như cái lông mày mình luôn. Cái lấy hại lông mày mình như là bị xăm mà xăm lõi vậy. Trời ơi, ghê lắm luôn á mọi người. Mà được cái màu nâu này nó là nó nâu, nó kiểu nâu lạnh. Là ánh xám đồ, ash gray. Thì dùng nâu lạnh nó cũng đẹp, chắc để contour mũi á. Xong cái mình tưởng là cái mực nó ướt vậy, mình lấy đầu chải mình chải thì nó không sao, cái nó bớt rợt như cái lông mày luôn. Xong mình cố gắng xài được hai lần cái mình bỏ, mình nói thôi rồi. Mỹ là lần đầu tiên mua một cái đồ xong rồi về thử không hợp quá, xong đúng tức luôn á. Giống như á là khi mà Trang nhìn cái này á thì cảm giác nó rất là sáng tạo, mà mình kiểu hy vọng là nó sẽ ấy đổ không. Nhưng mà mình nghĩ cái này nha, bạn nào mà có lông mày rồi dùng cũng không được, tại vì nó bớt nó sẽ bớt cái lông mày. Mà nó kỳ lắm, thà mọi người mua cái brow gel để mà có cái cọ chút luôn. Và cái này chét xong mới chút là nó kỳ lắm mọi người. Rất kỳ lắm, sự thật rất ô dè. Rồi, phẩm chê cuối cùng của Trang á là cái mặt nạ đất sét này của The Inkyclis. Thì Trang thử rất là nhiều luôn, một loạt đồ của The Inkyclis luôn. Nhưng mà đối với Trang á thì không hẳn là chê, gọi là thất vọng tràn trề với em này đâu. Tại vì Trang cũng không có hy vọng nhiều với một cái mặt nạ đất sét á. Nhưng mà thật sự Trang dùng á thì Trang thấy nó kiểu gì á, kiểu giống như là dùng nó cũng không có gì, mà không dùng cũng chẳng sao á, kiểu vậy á. Nên là nếu mà được chọn một trong những cái sản phẩm mà muốn thử nhất, hoặc là chọn một cái sản phẩm mà khuyên mọi người không có cần phải thử á của The Inkyclis á, thì Trang nghĩ là cái mặt nạ nước sét này á. Tại vì á em này lúc mà Trang dùng xong á là da Trang á cảm giác giống như là mới dùng sữa rửa mặt xong thôi à, chứ nó cũng không có cảm giác gì khác biệt á. Ví dụ như là ở trên mũi của Trang á thì nó vẫn có nhiều sợi bã nhờn nè và vẫn có thể đổ dầu, nhưng mà khi Trang dùng em này xong á thì nó cũng chỉ làm sạch nhẹ nhẹ thôi. Và Trang dùng đâu cũng khoảng được 3-4 lần á thì Trang cảm giác là nó cũng không có gì khác biệt mấy nè. Rồi cái chất của nó là đường cái á, là cái chất của nó thì nó cũng mềm mềm ẩm ẩm, nhưng mà nó khô khá là nhanh nha. Nếu mà để đúng thời gian trên hãng ghi á, là để tầm 10 phút á, thì nó sẽ khô. Và nhất là những cái vùng má, là tại vì da Trang là da hỗn hợp thì những cái vùng má của Trang rất là khô á, thì nếu mà dùng em này để tầm 10 phút sau là nó khô quéo lại luôn. Và lúc rửa thì nó hơi khó rửa một chút xíu, nên là khuyến khích là nên dùng nước ấm một chút để rửa thì nó sẽ dễ ra hơn. Và cũng chính vì vậy á, nên là Trang nghĩ da bạn nào mà khô á, thì không nên dùng, mà chỉ nên dùng ở những cái vùng như là vùng chữ T hoặc là vùng đổ dầu nhiều thôi. Và cái mà làm Trang chê nữa là hạn sử dụng của nó chỉ là 6 tháng kể từ ngày mở nắp thôi. Mà đối với cái sản phẩm mà mặt nạ đất sét á, và với những cái làn da mà hỗn hợp thiên khô như Trang á, thì cùng lắm một tuần dùng một lần, mà chỉ dùng cho những vùng chữ T nữa, nên là dùng 6 tháng á, sẽ rất là khó hết được á mọi người. Thành ra thì em này nó cũng tính ra là nó không có rẻ đâu, tại vì dung tích của nó cũng ít nữa. Cái tuyếp này 50ml rồi mọi người, mà hình như là cũng khoảng 200 mấy á, chứ cũng không có rẻ đâu nha. Thành ra là theo Trang là em này nó vô thưởng vô phạt đối với Trang. Nên là bạn nào mà thích dùng mặt nạ đất sét á thì có thể là thử xem sao. Còn mà bạn nào mà từ nào giờ không có cảm tình mấy mặt nạ đất sét á thì Trang khuyên đừng định thử làm gì. Trời ơi, đây
rất buồn luôn. Đây là một cái sản phẩm từ một cái hãng mình rất là yêu thích. Tại vì là mình rất là thích hãng Bezos đó mọi người. Và những cái đồ body của hãng thì mình xài nó rất là hợp. Và mình đã có mua lại một số những cái đồ kia luôn, kiểu kiểu vậy. Thì mình cũng lúc đó mình cũng thích thử cái em dry shampoo này. Tôi nghe dry shampoo mà thấy cái hũ này mà thấy lạ không? Kêu là làm bằng charcoal đồ. Xong cái về mở ra cái thấy ủa rắc. Xong mà cái về ủa em rắc tiêu rồi. Ủa giờ sao? Cái mình rắc cái bột ra thì cái bột nó màu đen. Rắc tiêu đúng kiểu rắc tiêu lên đó. Cái bột nó màu đen. Cái sau cái mình nghĩ ok giờ định rắc ra bột nó màu đen đúng không? Thì mình ụp lên đầu mình thì nó sẽ clear. Thì lỡ có mấy cái nó kỳ dị vậy sao? Khi mình ụp lên đầu mình cái nó đi nó đen ngay cổ đen ngay đầu luôn. Mà nhìn kỳ lắm mọi người. Tự nhiên dây đầu mình ý là đen trắng xong mà mình vô tóc mình mà tóc màu khác đi ụp lên cái nó đen luôn. Mà nó kỳ lắm xong mà nó cũng không nhưng mà chị làm đúng theo hướng dẫn sử dụng đúng rồi mà ý là nó cũng không hút dầu gì luôn. Xong rồi cái mình nghĩ ủa là sao. Ý là về cái cách dùng á và về cái màu là mình đã cảm thấy là bị cứng rồi. Nhưng mà về cái chất lượng là giúp da đầu mình nó kiểu nó hút dầu này kia mình thấy cũng không khó nữa. Mà kiểu như là chị cũng cố gắng chị luồn vô tóc và chị dùng chung là cũng cố gắng dùng 2-3 lần á mà dùng xong chị thấy da thì đen xong rồi tóc vẫn bớt. Mà nói chung là rất là buồn á tại vì những cái đồ khác của hãng mình xài rất là hợp. Mà em này nè mà họ thấy là còn nguyên luôn xài được 3 lần rồi thôi á. Bởi vậy nên là nếu mà các bạn bên Bezos mà có xem được video này á thì hãy xem đây là một cái góp ý của tụi mình nha. Nhưng mà thật ra đây là một cái brand của Việt Nam mà Trang thấy cũng gọi là có những cái sản phẩm rất là mới lạ và ấy á. Đúng rồi. Có cái chai serum dưỡng tóc cũng khá là ok. Nói chung là đồ Bezos mình rất thích cho tới khi mình nói chung là hãng nào cũng vậy, lúc nào cũng có sẽ có một cái sản phẩm kiểu kiểu ủa sao ta? Ủa chấm một chút xíu. Rồi, ok. Thì mình nghĩ là nếu mà bạn nào thích dùng dry shampoo thì các bạn cứ thẳng tiến vòi xịt mà tiến là dễ dùng nhất. Còn mấy cái rắc khác mình thấy không ổn lắm. Rồi vậy là tụi mình đã đi qua hết thì cái sản phẩm khen và chê trong đợt này. Thì hy vọng là mọi người sẽ tìm ra được cái sản phẩm mọi người yêu thích. Và cũng như là nếu mà mọi người có không thích sản phẩm nào mà giống tụi mình thì cũng hãy comment cho tụi mình biết nha. Rồi và hẹn với mọi người một cái video khen và chê vào dịp cuối năm 2022 này nha. Nếu mọi người thích video này thì đừng quên like và subscribe channel của Biết Chuyện Coffee và follow Instagram của tụi mình. Tạm biệt.